Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa, lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón. Rạng sáng nay, chuyên cơ Ilyushin IL-96-300PU chở Tổng thống Vladimir Putin đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đón đoàn tại sân bay có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Về phía thành phố Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng tham gia đón đoàn. Tháp tùng Tổng thống Putin có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật Dmitry Chernysenko, Phó Chánh văn phòng Tổng thống, Thư ký báo chí Tổng thống Dmitry Peskov, phụ trách lễ tân Tổng thống Vladislav Usakov, trợ lý Tổng thống Yuri Osakov, đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedetko. Ngoài ra còn có các bộ trưởng các ngành tư pháp, công thương, giao thông, năng lượng và đại diện một số doanh nghiệp của Nga. Đây là lần thứ 5 Tổng thống Nga Putin đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam lần này của nhà lãnh đạo Liên bang Nga có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030. Sau lễ đón chính thức chuẩn bị diễn ra tại Phủ Chủ tịch, người đứng đầu Điện Kremlin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong chiều nay. Cùng ngày, hai bên sẽ tổ chức sự kiện gặp mặt sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga tại Nhà hát lớn Hà Nội.